chơi ra phết đi nhỉ. Nhưng mà chưa ăn thua nhá. Mày chơi được thì ông mày cũng chơi được nhá. Mày tưởng chỉ một mình mày có máy bay à? Hả? Mày cứ đợi đấy nhá. Rồi ông mày cũng sẽ có máy bay nhá. Đừng cứ tưởng. Đây rồi. Ôi trời ơi. Các ông nhá. Quả đếm kìa thị. Kinh thật nhé. Các ông đúng là cùng một ruột nhá. Ôi ơi, cháu nội cháu ngoại có cả rồi. Thế mày là còn thích néng phéng. Bây giờ tôi bắt được quả tang ấy, xem ông có còn hóng hát được nữa không. Này, bà đi cả đêm bây giờ mới về. Tôi còn chưa xử tội bà đây, bà còn làm nhảm cái gì? Xử thì cái gì? Hả? Đêm hôm qua nhá, tôi mà không bắt được tận tay nhá thì rồi ôi, hù hóa với nhau rồi. Nhục ơi là nhục nhá. Rồi ôi, tôi nói cho ông biết nhá, nếu mà phải ông đêm hôm qua nhá thì tôi xé tan cái con mượt ra hàng trăm mảnh, ông hiểu không? Để cho nó biết là đừng động đến con này nhá. Này, bà có bị thần kinh không? Thần kinh cái gì? Ai hủ hóa? Tôi hủ hóa với ai? Hủ hóa bao giờ? Hủ hóa như thế nào? Hủ hóa vào lúc nào? Bao giờ nào? Ông không hủ hóa nhưng mà lão sư hủ hóa. Thế cái lão sư hủ hóa xong bà lại xỉa xói vào tôi. Nhưng mà ông với lão sư cùng một ruột nhá. Một ruột gì? Xin lỗi nhá, cùng cầm tinh con chấm cỏ. Chấm cỏ? Thằng nào là thằng cầm tinh con chấm cỏ? Chấm cỏ? Chấm? Tôi là con chấm cỏ à? Tôi xin lỗi bà này. Bà nói bé bé thôi, khổ quá, thằng cu thóc nó đang ở trong kia mà thấy hai ông bà cãi nhau như thế này, sau này nó ảnh hưởng đến nhân cách của cháu. Nhưng mà cháu không chịu được. Trời, bà không chịu được thì bà cũng cố nhịn. Bà nói bé bé, bà bỏ cái mũ ra cho nó đỡ nóng, nhanh đi. Đấy, để tôi bỏ cái, thôi được rồi, đấy, mát chưa, nhá. Bây giờ như thế này nhá, nhá, tôi không thể nào chịu nổi bà nữa rồi, nhá. Không nhá. Chịu được thì ông làm gì? Có biết cái này là cái gì không? Hả? Đây là đơn ly dị tôi đã viết được mấy chục năm nay rồi. Bây giờ tôi mới có cơ hội để đưa cho bà. Ký vào đây, ký vào. Nhá, ký vào. Đấy, tôi bảo, lão sư, tôi có bảo ông cú thóc đâu mà. Cái gì? Thế lão sư lão là chồng bà, sao bà dơ thế? Bà có biết không, các bà dìm chúng tôi trong bể nhục bao nhiêu năm nay rồi. Nhá. Bây giờ tôi không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Bà biết không, bà có biết tôi là một đại gia. Ở ngoài xã hội tôi cũng có địa vị ở trong xã hội. Dù ít dù nhiều thì tôi cũng là chi hội phó chi hội súc vật cảnh của tỉnh. Bà có hiểu không, mà ngày nào bà cũng chửi tôi như thế này thì làm sao mà tôi có thể ngóc đầu để phấn đấu lên trở thành chi hội trưởng được. Trời ơi, tôi không thể nào chịu nổi. Bà ký vào, bà ký để trả lại tự do cho tôi nhá. Ký vào. Em tưởng bố ông đội cu thóc nói đùa, nói thật à? Đùa cái gì? Em đời đại gia phân tích này đã nói là không bao giờ không làm cả nhá. Bà có ký vào đây không? Bà mà không ký là tôi xé luôn ra, tôi xé luôn cái tờ ly hôn để ra, và từ giây trở đi bà cấm không được xía vào công việc của tôi. Bà nhớ chưa? Nhá. Chấm hết. Nhớ rồi. Nhớ. Bà không, đứng lại. Chưa thể chấm hết được, mới chỉ là chấm được thôi nhá. Bà nghe đây, thằng này bây giờ đang làm giàu, mà thằng này không phải là đang làm giàu, mà thằng này sẽ giàu, định giàu, sắp giàu, mà không phải là sắp giàu rồi, mà thằng này đang giàu, mà thằng này sẽ giàu, và thằng này sẽ tiếp tục giàu, mà giàu không thể nào chịu đựng được, sẽ trở thành một đại gia số 1 ở trên hành tinh và vũ trụ này. Bà hiểu chưa? Chính vì thế không bao giờ bà được xé vào công việc của tôi nữa. Hiểu rồi. Ôi dồi ôi, mình khởi nghĩa còn mỗi một tí mà sao mệt toát hết cả mồ hôi rồi thế này. Đã hiểu vấn đề chưa? Hiểu rồi. Đi vào. Ôi trời ơi, không biết đợt này khởi nghĩa như thế đã thành công hay chưa. Bà Sự ơi, bà Sự, thanh toán hết tiền cho bọn cháu. Tiền nào mà thanh toán? Bằng chứng rành ấy, hôm qua cho chụp được của ông Sự đây. Giàu ơi, tưởng cái gì? Cái này á, bà mày biết lâu rồi. Này, nói tóm lại bà có giả tiền cho bọn cháu không? Mày quá này đấy hả, cái thằng bị thịt đấy, bắn hết cả nước bọt vào mặt bà mày rồi. Thế bà có giả tiền không? Tao không giả đấy. Tao nói cho mày biết nhá, cái công đấy là công của bà Tích, chứ công gì của lũ chúng mày hả? Mà tao còn chưa xử chúng mày cái tội là mày quật ngã ông Sự để cho răng ông bị lung lay đi nhá.
trời, đáng ông sự bị lúc này đã cắm vào alo của bà Mượt nhá. Cháu chẳng làm gì hết. Bà Mượt, bà cái bà cha mày, cái thằng mày thế nào rồi hả? Cái thằng ngu này, bà đã bảo gọi là con Mượt mà. Bà nhỉ? Thì con Mượt. Thế bây giờ mày bảo là Giang Ngôn Sự bị lung lay ấy là do cắm vào alo của con Mượt đúng không? Đúng thế. Ông Sự đâu? Ra đây tôi bảo đây. Đây này, cái thằng bị thịt này ấy, nó bảo là Giang Ngôn bị lung lay là do cắm vào alo của con Mượt. Thế tại sao ở trong cái biên bản lời khai ngày hôm qua ông lại ghi là Giang Ngôn bị lung lay là do cái thằng bị thịt này hả? Khổ quá, tôi đã ghi rõ trong biên bản rằng tôi lung lay là do cái thằng bị thịt này. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thế thì mày còn đòi hỏi gì nữa? Cho đi nhờ thi ông gì ơi. Cố để con, ông mẹ con nhờ cho. Ăn chân lợn Bình ơi, cho bố con cháu đi nhờ tí. Này, đứa nào vừa bảo tao bị điếc đấy hả? Hả? Đứa nào mất dạy bảo bị điếc đấy? Hả? Hả? Điếc cái gì? Hả? Ủa thì bác Thích à? Ôi tôi chết rồi. Hóa là bác Lăng Mật à? Đi đâu mà lại ăn mặc lịch sự này? Tôi hả? Ôi giời ơi, tôi vừa đưa cái ông Ỉn đấy, ông ấy đi cưới vợ ở xã bên. Thế nhưng mà bây giờ cho ông ấy đi thư giãn một tí. Khổ thân, làm việc vất vả suốt từ sáng đến giờ. Mười mấy lần, mình cứ ước được như ông ấy. Bác xin lỗi, hai bố con đi đâu thế này? Đưa cháu nó cho trạm xá xã, cắt chỉ. Thế cháu nó làm sao mà phải cắt chỉ? Chả là hôm nọ cháu nó đi cắt cỏ. Cái thằng cha nào nó bay mới sượt cái qua bụi tre, cháu ngã luôn vào cái cọc. Không có mấy chục mũi nữa bác ạ. Cho bác hỏi, thế cháu đã có chồng hay người yêu chưa? Dạ, cháu chưa ạ. Chưa có người yêu mà lại ngã ngồi vào cái cọc tre. Cái này thì cao gì? Nhưng mà này, thế tức là có phải là cái máy bay hôm kia nó bay qua làng mình không? Đúng rồi đấy bác. Không biết máy bay của thằng nào. Nó đi trên trời, mà nó đánh bóng như xe máy. Không còi đèn xi nhan gì cả, đều thế chứ. Chả giấu gì bác với em đây, với cháu đây. Cái máy bay, nó là cái máy bay của tôi. Máy bay là bác á? Khổ quá, hôm đấy là tôi mải đưa ông này ông đi cưới vợ ở bên xa bên. Thế là quên không dặn thằng phi cơ trưởng nó lấy đà. Thế là nó bay nhầm tọa độ, làm hỏng mất mấy vườn chuối của người ta, với lại làm phạt mất bao nhiêu là ngô khoai sắn. Vừa mới phải đi giải quyết hậu quả, vừa xong về đấy ông ạ. Thế bác mua máy bay mà phao kín tiếng, cả làng chả ai biết cả. Hóa ra xã mình lại có đại gia kếch xù là bác Tích đây. Đấy. Thế mà không biết bố nhỉ. Bác ơi, cháu bảo này. Ê. Sao bác không lên báo bác khoe đi, cho cả xã mình cùng oai. Vớ vẩn, quá vớ vẩn. Riêng đối với đại gia Văn Tích thì chứ. Đến công nông đây này, bác còn chả khoe nữa là máy bay nhé. Mình là người có tiền, tôi là mua một lúc được vài chục chiếc cái máy bay là chuyện bình thường. Đến một chiếc còn con nên có cái gì mà mình phải khoe. Mình mà khoe thiên hạ đấy, bảo mình là thằng huênh hoang. Thì bác không thích thế. Thì hôm nào bác cho bố con tôi sang tham quan máy bay của bác ký được không ạ? Không được. Sao lại không? Được chứ sao lại không? Hả? Với thằng nào thì không được chứ riêng hai bố con bác thì lúc nào tôi cũng vô tư. Bây giờ như thế này nhá. Ông cứ đưa em nó đây đi cắt chỉ. Rồi ông mang cái cuộn chỉ nó cắt về đây cho tôi. Mỗi một mét chỉ tôi bồi thường cho nó 20 triệu. Bao nhiêu mét tôi bồi thường cho nó mấy chục triệu nhá. Không thích ạ. Rồi. Đi cảm ơn bác quá. Chưa biết. Nhá. Rồi. Thôi bố con đi đi. Bố con tôi đi cho. Rồi. Nhớ nhá. Bao nhiêu thì bác bồi thường hết. Cứ bác chỉ về đây bác đo rồi bác bồi thường nhá. À từ từ khoan. Xin lỗi. Hai bố con đẩy hộ tôi cái xe cho ông Ỉn ông lên cái. Bị xa lầy. Giúp tôi cái. Nào chuẩn bị chưa? Rồi ba. Rồi, đi nhá. Ôi, ông này mắt ông bị mù à? Hỏng hết cả chân cẳng con nhà người ta rồi này.
Mắt ta ấy là 20/10. Các cháu mơn mởn mà lại ăn nói như thế, người ta gọi là đấy là mất dạy đấy, có hiểu không? Đã thế nhá, thì ông trả lại hiện trường như cũ. Nên hứa này, thì trời ơi, chết thì là lễ độ. Mày tránh nhá, tránh nhá, đừng có đùa với tao nhá. Con này muốn ngã chết không? Ông không vội thì mày chết với ông nhá, vỡ vẩn. Đây, đó. Ôi, đó. Đó ơi, đại đá. Ôi dồi ôi. Ông sợ, ông sợ, ông đi ở đây thôi à? Ông đi ở đây, ông đứng đây. Yeah. Ông định chơi đẻo tôi phải không? Hả? À. Tại sao ông nhìn thấy tôi rồi mà ông vẫn cho đò chạy là thế nào? À, này, bây giờ như thế này nhá, tôi tuyên bố từ giờ trở đi tôi với ông không có thông gia thông giếc gì hết, chấm hết. Gái đến thì gái phải lấy chồng, đò đầy người đò phải sang trông, chấm hết. Ông định cà khịa tôi đúng không? Hả? À. Này. Tôi chưa bao giờ rời khỏi đỏ lên mở bên kia. Tại sao phá bỏ lời nguyền? Lời nguyền của dòng sông ấy gì? Dạ thưa bố, con sang đấy là để đi ăn cỗ thằng bạn. Chấm hết. Thôi. Làm bạn ông có đứa nào mà tôi không biết? Bạn ông không phải là bạn tôi à? Sáng nay ông sang nhà cô Mượt nhá. Ông dọi lại cái mái nhà cho cô ấy đúng không? Sao cái gì cũng biết thế nhỉ? À, thì đúng như thế đây, thì làm sao? Thế có nghĩa ông đơn phương phá bỏ lời nguyền đúng không? Thì tôi phá bỏ đấy, ok, chấm hết nhá. Chấm hết à? Thế thì ông cút, mời ông ra khỏi cái đò cho tôi, đi. Bỏ đây ra. Ông đi ra ngoài. Bỏ đây ra, bỏ lắm đi, tránh nha. Đi. Ôi trời. Ui. Đã thế thì đây cũng phá bỏ lời nguyền. Tôi sẽ lên đò sang bên bờ bên kia đi thăm em Mượt. Chấm hết. Này, tôi nói cho ông biết nhá, Mượt mà mất cái lông, mà mất cái lông chân nào thì ông chết với tôi. Đừng trách tôi là ác nhá. Vơ va vơ vẩn liệu ấy. Đâu rồi, bây giờ ông chạy này. Ông đi đâu đây hả? Ông đi sang sông làm cái gì hả? Yêu, tôi sang sông, giờ bảo tôi sang sông. Người ta đang đứng đây để người ta tìm chất liệu để sắp tới tôi đang chuẩn bị cho cái triển lãm performance ở biệt phủ Văn Tích của tôi. Chứ tôi sang sông để ăn bả. Vẩn. Đây, các bác, đây có các bác làm chứng cho em có đúng là em ở đây suốt, có phải em sang sông bao giờ không? Đấy, đây hỏi các bác cái đi. Đứng cái con khỉ ấy. Đây, các bác ấy bảo này. Trời ơi, bắt được tận răng rồi mà vẫn còn cãi. Ôi giời, chồng em đấy các bác à, em có để cho ông ấy đói khát bao giờ đâu, thế mà bây giờ sang sông để tìm gái. Ôi này, ăn với nói nhá. Cô đã bắt được quả tang chú ấy chưa? Bà cứ đổi oan cho chú ấy. Bắt được quả tang chưa? Có bảo oan cái con thì màu nhá. Tôi là vợ ông ấy mấy chục năm rồi, tôi còn lạ gì nữa. Ôi giời ơi, nghiện gái hơn cả nghiện thuốc phiện nữa. Em biết cả đi, đừng có vạch áo cho người ta xem lưng như thế. Cái gì? Ông không muốn vạch áo à? Đã thế ngày hôm nay á, tôi cởi chân luôn cho ông xem nhá. Anh lại làm thế mà ra rồi còn cái gì nữa mà cởi đấy. Không còn cái gì em cởi. Thôi chồng con như này nhục thế này chết thì còn hơn em chết. Thôi tôi xin bà Tích ơi, tôi xin bà khổ. Bà Tích ơi, bà đừng làm thế. Bà Tích ơi, bà làm ô tôi chết rồi. Anh nhầm bà rồi ơi, bà ơi, đẹp trai phong độ hào hoa phong nhã thế gì làm gì mà gái tôi chả theo. Này cô ơi, bây giờ ấy mà cho chú đi vào cái trại cai gái đi một thời gian xem sao. Mà chú ấy mà, vâng, tôi thấy cái nghiện gái của chú nặng lắm rồi. Thôi chú đi cai đi để cho cô đỡ khổ. Bây giờ người ta cai đơn giản lắm, không như ngày xưa chỉ cần thiết xét mặc cái là xong. Ôi giời ơi, tôi đến chết với các bà này, các bà bị điên à? Thế này thì mất cái đấy thì tôi sống làm cái gì? Ai đã thế tôi đi chết này, chẳng ra tôi đi chết này. Quý vị ơi, quý vị nhìn này, trông đơn sơ mộc mạc như thế này nhưng mà ở đây lại linh thiêng. Đề nghị quý khách không nghỉ tượng.
Ngài đã mở cửa phủ đâu mà mày cho khách vào là thế nào? Mời khách để á? Ở ngoài gặp lão sư, lão bảo là ở đây là biệt phủ ông Tích, thiêng lắm. Thế người ta cứ ào vào chảnh nhẽ, tao đuổi đi à? Vừa rồi đi đò á, giả 500.000, nửa triệu cơ mà. Mày có nhìn thấy không? Tận mắt thằng ấy nhìn thấy mày. Thế sao ra chả thấy người ta quan tâm gì đến cái hòm tùy tâm nhỉ? Đã đến giờ bình luận trước trận đấu, đề nghị quý vị tập trung. Chú ơi, ở đây không có chú Khương. Ồ, cái chị này, vị chả đọc dỗ quý gì cả. Ở đây là triển lãm nghệ thuật sắp đặt. Thế thì có phải đình chùa miếu mạo gì đâu mà thắp hương thắp khói. Nhưng mà tôi nghe nói là cái phủ ông Thanh Tích này là linh thiêng lắm. Đúng rồi. Đến đây cầu gì được đấy. Đúng luôn. Và ngài lại không nhận lễ bằng tiền, cho nên chúng tôi phải hương khói mà thôi. Có cắm hương vào đây vậy. Đúng rồi các quý vị ạ. Tức là ngài Thanh Tích ấy, là cái người gọi là rất là liêm khiết. Tức là ngài không bao giờ là ngài nhận lễ bằng tiền. Đấy, ai mà đặt tiền đến ngài vật chung bọn méo mộp như đừng có đùa ngài. Ngài trông này ghê lắm đấy. Má của ngài. Quý này, cái vị khách của cái này. Sao thật chứng toát mồ hôi có cả trứng cá này. Thế người ta đã bảo ngài thiêng lắm mà lại cứ sờ vào mặt ngài đấy. Ngài vật cho méo mồm bây giờ. Chú ơi, hả? Tôi hỏi này. Cái ngài Tịch vào năm nào nhỉ? Mà ngày xưa là ngài làm cái nghề gì? Nghe nói ngài làm nghề con hát đấy. Văn công cái gì? Thế thì quý vị vào, tôi có cái bảng nội quy ngoài kia mà quý vị không chịu tìm hiểu gì cả. Tức là về tiểu sử của ngài ấy, tức là vào thế kỷ thứ 11 thì là ngài bắt đầu hành nghề là diễn viên đóng thế. Thế thì sau đấy thì ngài yêu được cái cô diễn viên chính trong phim. Thế thì ngài được đôn lên đóng vai gọi là vai phụ. Sau khi đóng vai phụ rồi thì với cái gọi cái lòng gọi yêu cái nghiệp diễn sâu sắc thì ngài cũng nhận được một cái vai chính trên Trình Trinh. Chính vì ngài nhận được vai chính cho nên là ngài sốc quá nó người tăng sông. Tức là ngài Tịch vào lúc không giờ ở thế kỷ thứ 11. Ôi giời, tiếc thật. Thế nhưng mà lại cũng có một cái giả thuyết khác, vì lại cho rằng là sau khi ngài no nê với cả những cái vai chính rồi, rồi là trải qua những cái cuộc tình với diễn viên chính rồi, thì cũng chính ngài chán tất cả các loại chính và ngài chuyển sang là hành nghề xe ôm và kết thúc bằng những nghề đánh giày. Tiểu sử nó là thế. Làm nào ngài chán đi giày, ngài lại đi vào cái tông lì. Ly kỳ thật. Tôi cũng phải giải thích với các vị thế này. Chứ là triển lãm của chúng tôi là đang trong cái quá trình là khôi phục một số gọi là cái dị vật. Thì trong đấy là có cái pho tượng cổ này. Chúng tôi là có làm một cái số cái gọi là vệ sinh thân thể cho ngài. Này, trông bảnh bao này thôi nhưng hồi lắm. Nếu hôm qua nên dội lên chục xô nước mới gột rửa mới sạch được thế này đấy. Chứ còn bình thường bình thường ý là ngài đi hia chứ không phải đi tông. Đây là hài. Đấy để hài đi hia đấy nó như nhau mà. Trông bác như tính. Thôi được rồi, để em xỏ lại cái hài cho ngài. Nhớ cái chân lên. Đi dậy vào. Tiên sư. Tiên sư cái thằng mất dạy này. Mày dám hạ nhục ông. Trước kia nhá, ông học hành tử tế, làm nghề bán báo, mà tại sao mày lại vô dung đánh đầy cái lái xe ôm? Mà thằng mất dạy này, mày ai bảo với mày nhá là ông không thèm tiền? Ai bảo với mày? Khoan, thôi mấy cái đứa này giải tán, nghỉ đi cho nó đỡ mệt chứ chúng mày đứng kinh quá. Này ông Tích, thế tiền ông cắt xê của anh em hôm nay có thanh toán không? Toán cho anh em không? Cắt xê hay hôm nay ông lại nợ? Nợ là thế nào? Tiền ông vơ vẩn, tao thiếu gì tiền? Mình là người có tiền cơ mà, mình định đại đấy. Còn cô dâu này, đưa cái hòm tùy tâm đây cho tao. Thằng này cầm lấy cái này, thằng này cầm lấy cái này. Em nào, tiền thì có cái gì đâu mà chúng mày. Làm gì có đồng nào mà sờ? Thì đây này, chúng mày nhìn đây này. Làm gì có cái đồng nào đâu mà chúng mày cứ đòi tiền sao? Đây này, hôm nay có thua đồng nào đâu. Suốt ngày nợ. Còn làm gì có cái đồng nào. Thế thôi, cầm hết nhé. Không có tiền thì anh em ăn một cái gì? Ăn một cái gì thì chúng mày cứ ăn nợ đi rồi tao trả sau. Thôi, giải tán đi. Đi giải tán. Mà cái thằng béo, mày đi đây. Mày, trong cái mặt mày đi đám cưới thì không sao, nhưng mà cái mặt mày như thế này mà đi đám ma thì ai mà người ta nhịn được cười hả? Ông hỏi mày nhá,
ông đã mở phủ đâu mà ai bảo mày cho du khách vào? Mày chết chưa? Chết cái gì mà chết? Tại cái lão sự ấy xui du khách vào biệt phủ ông Tích rồi thắp hương ở thiêng lắm. Thế là du khách ra vào chứ ai dám vào? Lại là cái lão sự à? Tích này, này Tích này, này thì kể cả là mượt này, mượt này. Anh Thư, anh đứng lại. Tại sao anh lại hành sự với em như thế? Mười không thích à? Thích cái gì mà thích? Đang nhiên thì đùng đùng đi vào nhà người ta, xong thì đập mái nhà người ta ra làm sao? Có phải thằng cha Tích cứ lên lập mái nhà cho em không? Thì đúng rồi, làm sao? Ôi trời ơi, mà tới tại sao lại dễ dãi như thế? Ê, cái tấm lập đấy là do thằng cha Tích nó mua thanh lý của hợp tác sang nó lập cho em. Ôi trời ơi, này anh nói cho em biết như tấm lập đấy nhá, chỉ cần mưa phùn là rột. Chính vì thế cho nên anh quyết định sẽ thay cái mái mới cho em bằng cái loại mái này. Ồ, thế là hôm nay anh sang để lợp mái mới cho em à? Rồi thì chả lợp cho mượt thì còn lợp cho ai nữa thì để. Anh Sử quan tâm em thế, anh chu đáo với em thế. Em ý là em chỉ thương mỗi mình anh Sử thôi. Mượt nói có thật không? Thật. Chứ cứ như cái thằng cha Tích ấy nhá, vô duyên vô dáng, đến nhà mấy lần em đuổi về đấy mà cứ bám dài như điểm. Em yên tâm, từ nay có cái mái mới này nhé. Này, nhà em kể cả có bị mưa đá không có rốt ngay yên tâm. Đấy, mấy hôm vừa rồi mưa hơi lất phất một tí thôi. Nhưng mà em thấy xối xả dưới giường. Em che bao nhiêu tấm ni lông mà nó vẫn cứ ẩm ẩm chảy xuống. Làm sao mà bằng mấy cái tấm lợp này của anh thì... Chứ còn gì nữa. Chính vì thế bây giờ như này nhá. Từ nay trở đi mượt phải cấm gỗ cho cha Tích nhá. Từ nay không được bén mảng sang cái bờ sông này, to chưa? Người ta biết rồi. Bác Tích ơi! Bác Tích! Ôi này, hả? Đã hỏi được chưa? Em hỏi được rồi. À thế à? Cái trại này nhá, nó phải tầm cỡ 3-4 sao ấy bác ạ. Ở cái trại đấy mà xin vào được ấy thì tốt quá. Cái công việc lao động thì nhẹ nhàng lắm bác ạ. Cái tầm tuổi như của bác Tích ấy mà thì chỉ có làm vàng mã thôi. Thế nó mới hay cái chứ này. Trời ơi, thế thì hợp với Lão Tích nhà tôi quá. À, quá chứ còn gì. Cái Lão Tích nhà tôi là rất là khéo tay, kể cả là làm mộc nhá. Thế nhưng mà nhá, ở đấy có chắc chắn là không có một mống gái nào không đấy hả? Đã bảo là 100% mà lì. Nhưng mà nhìn đi như thế thì bao lâu thì mới cai được cho Lão Tích cho tôi? Cái này thì tùy bác thôi. Thì bác muốn cho bác Tích bác ấy giảm cái cảm xúc ham gái, hay là muốn bác Tích bác ấy khỏi hẳn? Tôi hiểu. Có thế mà cũng không hiểu. Thế này nhá, nếu ấy mà bác muốn cho bác Tích ấy, bác ấy giảm cái cảm xúc ham gái thì để cho bác ấy đi 7 năm. Còn nếu mà bác muốn là để cho bác đi khỏi hẳn ấy, thì là đi chung thân đấy. Chung thân là bao lâu? Úi giời ơi, đã gọi là chung thân thì làm gì có năm. Nghĩa là đến khi nào mà bác Tích bác đi về với các cụ là khỏi hẳn. Úi giời ơi, thế thì không mà đi tù à? Thì nó chính là đi tù đấy còn gì. Cô bị gió à? Tôi bảo cô là đi tìm chạy tay gái chứ. Này, này, cái bệnh như của ông Tích của bác ấy mà, thì chỉ có cái biện pháp ấy thì may ra mới cứu vãn được. Thế mà mấy bà cứ bảo tôi là có cái trại trai gái hay lắm, đi như thế là không được đâu quả, đi thế thì mất chồng mà. Đúng không? Mà này, ngày xưa là cô cai cho cái lão sự nhà cô thế nào? Cái lão sự nhà em là bị nhẹ hơn, bác hiểu không? Em nói thật với bác nhá, em cai cho cái lão sự nhà em còn nhàn hơn cả cai sữa cho mày cú tóc hay trời này. Đấy nha, đấy nha. Có bí quyết chị ăn nhau trá chia sẻ rồi kìa. Em bảo đấy. Thế này nhá. Em cứ bám chặt lão ấy. Người bám ấy bác ạ. Xong rồi em kèm chặt, cứ y như là hậu vệ kèm tiền đạo ấy. Đấy. Chưa hết đâu. Em có cái thuốc mà bổ thận nước Abifa nhé, em uống vào thận lực. Đấy. Cái bổ thận nước Abifa á? Nó là cái gì? Đây này. Bổ thận nước Abifa thì trên toàn từ thảo dược thôi bác ạ. Thì cái lão sự nhà em mà nhìn thấy em chạy đằng rời. Được nhá. Chưa hết đâu. Bác nhớ nhá, sau khi uống cái bổ thận nước Abifa này, trước khi lão Tích lão ra khỏi nhà, bác cứ lôi vào nhà trong cho ăn thật no vào. Trời ơi, ra ngoài nhá, mâm cao cỗ đầy cũng có mà ăn được vào mắt tí. Cái cách này là được cái nhá. Tôi thấy là cái bệnh của lão Tích nhà tôi thì cũng không phải là nặng hơn cái bệnh cái lão sự đâu. Thế là tôi quyết định coi là dùng biện pháp này. Thank you.
Ôi trời. Kiếp quá, bố mất dậy. Đẹp mặt nhé. Bằng từng đây tuổi đầu rồi mà lại còn giở cái trò yêu dâu xanh. Quá nhục. Này 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 này. Cái trò đều cáng này là của ông đúng không? Này thế tôi bảo ông, thằng nào đều cáng thì nhắn tin cho bà Tích nhà tôi để bà ấy bắt quả tang tôi ở bên sông. Nó là thằng nào? Thế tôi hỏi ông chứ, tôi với ông đã thề với nhau là không thằng nào được sang bờ bên kia. Ê vậy mà tại sao ông còn mò sang nhà cái cô Mượt để làm gì? Nhưng mà Mượt yêu tôi, chấm hết nhá. Yêu ông á? Sao? Nói thế mà lại không biết ngượng mồm. Này rõ ràng hôm vừa rồi tôi sang gặp cô Mượt nhá. Cô ấy nói với tôi là chưa bao giờ cô yêu ông cả nhá. Mà cô còn bảo là ông là cái loại mà còn dai như đỉa đói. Này, tôi tưởng ông dọa. Hóa ra là ông dám sang sông thật hả? Đã thế nhá, ông đừng có trách thằng này là ác. Bây giờ như thế này nhá, tôi sẽ nói với ông ba điều nhá. Điều thứ nhất, ông là thằng mất dạy nhá. À. Điều thứ hai, 300.000 tôi nợ ông, coi như chấm hết nhá. Bà sự bà đang đến nhá. Nhưng mà ông nhá, tôi sẽ ghi nợ ông vụ này, cái vụ ông sang sông ông nhớ chưa? Hai, đừng có đùa với tao nhá. Ông đi đâu thế? À, ông đi sang sông có tí việc quan trọng. Cháu sắp đi với. Ừ, khi nào mà Thóc biết bơi ông sẽ cho Thóc đi cùng nhá. Cháu biết bơi rồi. Hả? Thóc biết bơi rồi ấy hả? Ừ, thế nhưng mà sông này nó rộng lắm, Thóc chưa bơi được qua đâu. Này, đi về ông mua quà cho Thóc nhé. Yeah. Ông đi đâu mà quần áo lượt thế? Tôi đi dự cuộc họp bất thường của hội súc vật cảnh. Có cái gì mà bà cứ phải soi mói tôi như thế? À? Ông đi bơi đấy bà. À? Ôi trời ơi, Thọc ơi, còn đúng là gián điệp rồi. Ông đi bơi bao giờ mà có lẽ bảo là ông đi bơi. Trời ơi, cháu đúng là thằng phản bội. Ông nói thế mà nghe được à? Thằng Thóc nó hứa trung thành với ông bao giờ mà ông bảo nó phản bội? Mà này, nó hứa với tôi phải báo cáo lại với bà. Hả? Rồi. Trời ơi. Đi họp làm cái gì mà phải xịt nước hoa như đánh bả thế hả? Hả? Mà đây là nước hoa của mẹ ăn cô Thóc đấy, nước hoa đàn bà, ông xịt vào làm gì? Tính quá! Này! Này! Quần áo bà giặt cho tôi hôi như cú ấy! Nhá! Tôi là đại gia! Đại gia phân tích! Không xịt nước hoa để sang hội nghị người ta cười cho thối mũi à? Vẫn ông xin cái mũ nhé! Này! Cắt cho tôi cái bàn làm! Vẫn đây này, đi họp đấy, phải đơn giản thôi. Cô Thóc, bây giờ nhá, con chịu khó chạy sang bà ngoại chơi. Ha? Bà đi có việc, xong rồi bà về bà mua quà cho Thóc nhá. Nhá, đi. Nhanh lên. Bà Tích ơi. Bây giờ mới về. Mày hỏi tao biết hỏi ai. Phải kiên trì, hiểu không? Đã vào trong hang cọp rồi, phải bắt cho kỳ được cọp đực lên cọp cái mà, hiểu chưa? Bà Tích ơi. Gì? Mật phụ nữ hai đứa đồng hồ, vừa đói vừa buồn ngủ. Mày làm cái gì mà buồn ngủ? Thì hôm nào bà sư bà cũng sai con ra ngồi đúng chỗ này để mật phục cả đêm. Thôi được rồi, mày cứ chờ mắt đi, lúc nào hàng về tao gọi nhá.
về à? Bắt thôi luôn. Nghe cái mồm thôi, đợi lệnh của tao. Alo, bà Sư à? Vâng, cháu bắt được ông Sư đang tòm tem với gái. Bà chuẩn bị tiền nhé. Mai thanh tra đi hợp đồng nhé bà nhé. Bèo. Bây giờ ông nói thật đi nhá. Ông mà nói thật thì tôi tha cho. Ông đã hành sự với cái con mượt ấy bao nhiêu lần rồi? Bà cứ khéo tưởng tượng. Người ta giao lưu vô tư với nhau. Hả? Thì bà bảo tòm tem. Ngồi tâm sự đàng hoàng thì bà thì bảo hủ quá. Trời ơi, im mồm. Trời ơi, khoanh cái tay vào, lại còn cãi à hả? Rõ ràng là bà Tích bà ấy bắt được quả tang giai bên gái cạnh hành sự trên giường. Rõ ràng ràng cái đấy mà còn cãi à hả? Ôi trời ơi, thế mà cái mồm lúc nào cũng xem xét. Sẽ không bao giờ anh phụ tình em. Anh sẽ sống bên em trọn đời như núi trước rông đứng bên mặt trời. Xong rồi, anh sẽ sống bên em đến đầu bạc răng long. Bây giờ lắm chưa? Hả? Lắm chưa? Thì đúng đấy, đầu tôi đã bắt đầu có sợi bạc. Mà răng tôi cũng long rồi còn gì nữa. Ông bật tôi phải không? Hả? Đúng không? Tôi không bật. Mà đây tôi nói sự thật. Khoanh cái tay vào. Rõ ràng tôi hứa với bà là sống với nhau đến đầu bạc răng long. Thì bây giờ đầu tôi bạc răng tôi long rồi. Thì có nghĩa là tôi đã sống trọn vẹn lời hứa với bà rồi. Khoanh cái tay vào. Thì bây giờ bà phải cho tôi làm những cái gì mà tôi thích. Ăn cái gì mà tôi thèm chứ. Thế à? Thì ông thích làm gì? Ông thích ăn gì? Nhưng mà khổ quá, cái mà tôi thèm tôi thích bà lại bảo là khuyết điểm. Đấy, bao nhiêu lần tôi mất bao nhiêu công nữa. Sắp làm được rồi, sắp ăn được rồi thì bà lại xuyệt cái bà thích cho sang phá đám. Khoan cái tay vào. Ôi ôi, bây giờ ông định vùng lên đúng không hả? Ông định vùng lên đúng không? Ông vùng đi, tôi cho ông vùng đấy, ông vùng đi. Khoan cái tay vào. Thế chả dại. Thế tôi vùng lên để bà lại dìm tôi xuống trong bể nhục rồi. Biết điều thế là tốt. Mà nếu mà biết điều như thế thì từ nay trở đi nhá, là tôi cấm ông không được ra ngoài đò nhá. Mà tôi tuyên bố luôn này, khoan cái tay vào. Tôi chính thức nhá, tịch thu cái quyền trưởng đò của ông nhá. Ôi, tại sao bà lại làm như thế? Cái việc mà tôi thích nhất là được lái đò, bà cũng cấm. Sao bà ác như vậy? Ôi ôi, đấy, các ông thấy khủng khiếp chưa? Cái lão Tích nó lại lên huyện nó ăn cháo lòng tiết canh, ngày nào cũng qua đây cũng phành phạch biết cả tai. Bà nói cái gì?
tôi chả nghe gì cả. Ông biết, biết mà lại hay đấy. Không nghe thấy gì thì càng hay. Tôi biết cả tay này. Này, cái máy bay lão Tích bay trên trời, bé như con chuồn chuồn. Nó là máy bay chuồn chuồn còn gì nữa. Ừ thế à. Ông này, cái thằng tén thằng tò giỏi lắm. Trước cái thằng tén ấy, nó lái xe công nông. Bây giờ lên á, nó là phi cơ trưởng, là phi công. Bây giờ nó lên nó lái máy bay ầm ầm. Thế còn cái thằng tò ấy, nó sửa máy cày. Thế mà bây giờ nó lên nó cân vành được máy bay. Nó chữa được hết cả các thứ ở trên ý. Thế mới giỏi chứ lên. Tài này, từ cái ngày nhá, thằng Bẹo, thằng Tén, thằng Tò được ông Tích tuyển vào làm việc ấy. Cái làng mình nhá, bớt ăn trộm vặt hẳn đi. Chị ăn, bây giờ chúng nó là phi công rồi. Nó bây giờ nó đàng hoàng lắm. À, cái lũ chúng mày, chân ngắn chân dài, sáng đi tuyển tiếp viên hàng không được không? Bọn cháu đến rồi, nhưng mà ông ấy chưa cho đăng ký. Rốt, rốt lắm. Bây giờ chúng mày phải gặp riêng thằng Tẽn thằng Tò ấy, phải đi đường ý thì mới được. Ôi dồi, hai thằng này thiêng thật đấy. Thắp hương mỗi nó cũng lên. Tẽn to, vào đây uống nước đã. Ôi dồi. Hôm nay mày mà tăng áp tao còn quay được cao nữa. Ôi dồi ơi, Tẽn to, áo gì mà trông như cái anh đi thu tiền điện đấy hả? Cái bà này vớ vẩn đấy, đồng phục phi công người ta đi thu phi công tiền điện. Ché cả mắt. Uống gì? Trà đá nhá. Bà cho hai cốc trà đá đây. Sao lại trà đá? Phải uống cái này. Nước rau câu Đông Hải, uống cho nó máu lửa. Trà đá thì bay làm sao được. Thì bà bán chịu nhá. Ừ, bán chịu đấy. Bóc đi. Bà hỏi đi, hỏi đi. Anh Quân Trưởng ơi, anh Quân Trưởng ơi. Cái gì? Trưởng ơi. Bao giờ thì ông Tích, ông ấy chính thức tuyển tiếp viên hả anh? Bao giờ hả? Anh ơi, khi nào ông Tích ông tuyển tiếp viên, anh thông báo cho bọn em ấy nhá. Nhá anh nhá. Thôi được rồi. Thông báo anh nhá. Chúng mày cứ yên tâm, khi nào mà đại gia Văn Tích nhá tuyển tiếp viên thì anh sẽ thông báo cho tất cả chúng mày nhá. Anh nhớ nhá. Nhưng mà phải chúng mày lên nhớ này, đại gia Văn Tích là rất ghét gái xấu nhá. Xấu thì sao ạ? Nhưng con này nó có đủ tiêu chuẩn đâu, sao chồng nó vẫn cứ chạy cho nó vào làm đi thôi. Chúng mày thì biết cái gì là toàn lũ chân dài tốn vải thôi. Chúng mày có biết ngoại ngữ không? Thì tao biết ba thứ tiếng nhá. Ui kinh nhỉ. Mặt như em đã đủ xinh cho anh. Đủ xinh cho anh. Tao biết hỏi anh. Đi mà hỏi anh cơ trưởng đây này. Anh ơi, đổ sinh chưa? Mặt em đã đổ sinh chưa anh? Anh ơi, đổ sinh chưa? Anh đổ sinh chưa? Nhưng mày cho tao nghỉ một tí nào, đứng lũ ra đâu. Người ta đã bảo là khi nào mà có lịch nhá, thì ta sẽ gọi chúng mày. Chúng mày đến thao mà đọ mặt nhá. Này, 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 nhá. Này, tuyển tiếp viên phải sinh như tao trở lên thế này này. À này, có tuyển tiếp viên thể lực không? Ta đi được đấy. Này, khi nào ấy mà ông Tích ấy, ông nhập cái lô gọi là máy bay bà già về ấy, thì kiểu gì bà trả là tiếp viên trưởng. Này, tiếp viên trưởng từ khó à. Đi bắn nước ở trên máy bay. Đây tạo nguyện bắn nước ấy thôi. Đúng không? Ôi, bà Sự có nhà không? Bà Sự ơi. Ôi trời ơi, bà đây bà rồi. Thôi, nhà bà ngoài à. Bác vào nhà chơi đã. Cứ bảo nhà mà tôi mới cả thằng cu thấp cứ ra bến đò tìm mãi không thấy. Nào, ra đây, tí nó bà cho quà con nhé. Bà cho tôi gửi nó ở đây nhá, tôi chạy ra chợ tí, để nó ở nhà nó phá lắm. Ơ, thế sao bác không cho nó vào máy bay của ông Tích đi mà chơi? Ôi trời ơi, cho nó vào đấy thì ông cứ gầm lên nè. Ngày hôm qua nó tè mấy bãi ở máy bay của ông cũng rồi đấy. Thế à? Này, cái ông Tích nhà bác ấy mà trông thế mà giỏi nhỉ? Cứ im như thế mà bỗng dưng thành đại gia ấy chứ này. Này em hỏi đấy bác ơi, thế đi máy bay có thích không hả bác? Nào đã được lên, đứng gần ông ấy còn trả cho đứng nữa à. Thế à? Ông ấy bảo là phải đăng ký xong mới được đi. Thấy đang chờ để bốc biển. Thế bảo là phải bốc cái biển tư quý gì đấy. Ôi trời ơi, ai thế cơ chứ. Cái ông Tích chả hiểu ông ấy cướp đâu ra mà lắm tiền đấy nhỉ. Cái máy bay cũng phải mấy tỷ chứ có ít đâu nhỉ. Thế mới tài. Cắt lấy. Cắt, cắt. Con đang làm hay nó phải cắt. Bây giờ tao hỏi mày. Dạ. Cái này người ta gọi nó là cái gì? Nói. Cái này thì nó là cái máy kéo. Trời ơi, sao mà mày ngu như thế hả con? Tao đã bảo mày như thế nào rồi? Hả? Thôi được rồi, tao phải dạy mày lại từ đầu mới được. Bây giờ thế này, bài học đầu tiên tao dạy mày nhé. Mày phải hình dung là mày là ai, mày từ đâu tới và mày tới đây để làm gì, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Ví dụ như cái máy kéo này mà nó lại không phải là cái máy kéo, thế thì cái này nó gọi là cái gì? Con nhớ là rồi. Bây giờ mới nhớ.
Cái này nó chính là cái chuyên cơ văn tích 3 vạn 9 nghìn. Quá giỏi, thằng này khá. Cứ như thế là chuẩn. Thế bây giờ mày thử tưởng tượng như thế này. Tao lại coi cái máy kéo này, nó là cái máy kéo. Thế thì cho mày nó là cái gì? Nó là cái chuyên cơ văn tích ạ. Thằng ngu, thằng ngu. Tao đã bảo cái này nó là cái máy kéo thì nó phải là cái máy kéo. Nó là cái máy gì? Nó là cái chuyên cơ, nó là cái gì? Tao bảo mày nó là cái máy kéo. Thì vừa bảo là cái chuyên cơ đấy. Im, tao đã bảo cái này nó là cái máy kéo thì nó là cái máy kéo. Nó là cái gì? Thì nó là cái máy kéo. Đúng rồi, thế cái chuyên cơ cái nó là cái gì? Cái chuyên cơ văn tích thì nó cũng là cái máy kéo. Quá chuẩn, thật là khá. Lằng nhằng thế nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ đến bài tiếp theo. Lấy độ cao. Vâng. Bây giờ mày đang ở trên độ cao bao nhiêu? Theo như con đang tính toán theo đồng hồ ấy, thì nó đang... là 39,000 feet. Vâng. Rồi, tốt rồi. Bây giờ từ trên độ cao 39,000 feet ấy, mày bổ nhào xuống đất cho ông xem nào. Nào, thì mày làm như thế nào? Thứ nhất là phải đạp côn. Đúng rồi. Thứ hai là côn ra thì đạp ga vào. Tức là côn ra ga vào. Đúng rồi. Giật cần. Sai rồi. À dạ. Nhá. Không phải là cái cần này. Cái cần bổ nhào nó là cái cần này, hiểu chưa? Đúng. Còn cái cần này này, cái cần này nó là cần lên dốc. Nhớ chưa? Nhắc lại tao nghe, cần này là cần gì? Cần lên dốc. Quá chuẩn. Thật này khá. Nhớ nhá. Bổ nhào sau ông này. Cứ bảo cái gì nó là cái gì thì nó là cái đấy nhá. Con chào ông ạ. Ôi giời, thằng này. Dạ. Mày ấm con đi đâu thế này hả? À, chết vợ con nhé. Ơ, vợ mày à? Dạ. Chứ chưa, cái thằng này đang giờ làm việc, mày đưa vợ mày đến đây làm gì? Tính cộng thêm ở đây à? Hả? Tao nói cho mày biết nhé, tao không có tiền đâu nhá. Hai vợ chồng mày định sang đây xin tiền cái gì? Tao không có đồng nào trong túi cả, không bao giờ tao cho vợ chồng mày vay tiền nữa nhé. Ông đã nói rồi nhé, ông cho chúng mày là ông cho chúng mày cái cần câu nhé, chứ ông không cho chúng mày cái con cá nữa chứ. Đi về. Không ạ. À, con nghe thấy ông tuyển tiếp viên. Ừ. Con xin ông một suất cho vợ con ạ. À. Cái gì? Tuyển tiếp viên ạ. À. Mày đưa vợ mày đến đây để tuyển tiếp viên đó hả? Đã. Thế thì ông hỏi đây, trình độ ngoại ngữ của nó thế nào? Tiếng Lào với tiếng Campuchia tốt. Thế à? Còn dạ. Tiếng địa phương, tiếng mình? Tiếng mình thì hơi kém đi ạ. Tiếng mình thì lại hơi kém à? Dạ vâng ạ. Thế được rồi. Thế mày cao 1m8 mấy? Dạ con cao 1m45 ạ. Chết rồi. Tao đã bảo mày cao 1m8 mấy thì mày phải nói là con cao 1m92 nhá. Sao mày lại nói như thế thì làm sao mà trúng được? Như cái thằng này này, nó cao có 1m41 mà tao hỏi nó lại bảo nó cao 2m50. Như thế thì mới được chứ, nhớ chưa? Thôi, về dạy lại vợ đi. Dạ. Nhớ, đưa vợ về xong là phải quay về đây ngay để dọn vệ sinh máy bay, nhớ chưa? Dạ. Nhớ, tháng sau này chuyển lại mày, nhớ. Chào anh ạ. Hai vợ chồng đi về. Dạ. Còn Trương, đi về. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Thằng nào nghịch máy bay của ông thế hả? Ôi giời ơi, cúi thấp đầu xuống không thì máy bay nó phạt cho mất đầu bây giờ. Cúi xuống. Tiên sư mày không phải mình cái máy của ông. Mày là thằng nào? Tôi đấy mà. Cái gì? Tôi. Tôi là thằng nào? Tại sao mày dám vào đây nghịch máy bay của tao? Hả? Dám vào đây nghịch máy bay của bạn. Tôi sự đấy mà. Sự là thằng nào? Sự. Hả? Sự. Quay cái mặt ra đây xem nào. À, hóa ra sự chính là ông đấy à? Ừ. Này, tôi hỏi ông, ông sang đây làm cái gì? Có phải ông thấy người sang bắt quàng làm họ không? Chẳng qua tôi sang đây cũng chỉ vì con vì cháu thôi. Vì con vì cháu à? Vì con vì cháu mà có cái thằng nào nhá, nó dám nhắn tin cho bà Tích nhà tôi để bà ra bến đò bà ấy hạ nhục cái thằng đại thông gia này. Nhá, này, nếu như không còn việc gì nữa, mời ông biến đi cho, chấm hết nhá. Thôi được rồi. Ông đã nói như thế thì chào ông, tôi về. Đi về. Khoan đã. Yêu, đứng lại đây. Đứng ngồi đây. Cái gì? Ông sợ. Khổ quá. Đã sang đến đây rồi mà không xin lỗi người ta được một câu gì. Vậy tôi xin lỗi bạn Tích. Bình thân. Thôi, đấy, ông xin lỗi tôi một câu như thế có phải hai anh em mình nó hòa. Ít ra là lời chào nó cao hơn mông khó là như thế cơ mà. Đấy, ông sự này, nói thật với ông nhá. Từ cái ngày mà hai anh em mình giận nhau ấy, tôi buồn lắm. Gặp tôi kế, chính vì buồn nên tôi mới lao vào để kiếm tiền để quên đi cái nỗi buồn vì giận nhau với ông.
Nên chính vì như thế mà bây giờ tôi mới phất lên như thế này đấy. Phải công nhận này, tôi nghe bà Sự nói tôi không tin, nhưng sang đây đúng là mục sở thị. Công nhận ông giỏi thật đấy. Nhân tiện tôi sang đây cũng để nhờ ông góp ý cho cái siêu du thuyền của tôi ấy mà. Siêu du thuyền gì? À chả là tôi muốn hoán cải cái con đò thành siêu du thuyền, ông thấy thế nào? Ông định hoán cải con đò thành siêu du thuyền à? Đúng. Ôi giời ơi, tuyệt vời, tại sao lại ý tưởng hay như thế? Ông này, ông nghe tôi hỏi nhé. Này, này, sắt vụn bây giờ người ta bán bao nhiêu tiền một cân? Tại sao ông lại hỏi giá sắt vụn? 700 đồng. 700 đồng à? Ừ. Cân lên được bao nhiêu gọi đồng nát đến nó mua hết đi nhá. Cái gì? Này, tôi nói cho ông biết đây, cần câu cầm của nhà tôi đấy. Mỗi một ngày nó kiếm ngót 1 triệu. Sắp vụ là sắp vụ thế nào? 1 triệu thì 1 triệu để làm cái gì? Bán đi, về đây làm thuê cho tôi. Cái gì? Mỗi tháng tôi giả ông 100 triệu. À? Sao đấy? 100 triệu. Sao mà tái gì thế? Ông nói nhỏ thôi không? Huyết áp tôi bắt đầu nó tăng vô buồn đấy rồi. Kiêm! Này! Mình là đại gia là phải ăn to nói lớn chứ không việc gì phải nói bé cả, ông nghe rõ chưa? Nhá, mình là người có tiền. Úi giời ơi. Mình là người có tiền, ông hiểu chưa? Nhá, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi mới mua 1 chiếc máy bay, nhưng mà sắp tới tôi không chỉ mua 1 chiếc, mà đã là đại gia thì phải mua 500 chiếc, thậm chí là 5.000, 500.000 chiếc để cho nhà sản xuất nó sợ. Và lương của ông nhá, lương của ông lúc ấy nó sẽ không phải là 100 triệu, mà nó là 500 tỷ, 5.000 tỷ một tháng, chấm hết. Ông đã sợ tôi chưa? Hả? Ông đã sợ tôi chưa? Sự ơi, Sự, ôi trời ơi, ôi trời ơi, tôi chết rồi. Sự ơi, sao thế này? Sự ơi, đội cứu hộ đâu? Mang cho ông xô nước về đây, rồi vào cho ông Sự thì ông mới chết vì tiền rồi. Cẩn trương lên, ông Sự ơi. Cháy! Cháy cái gì? Cháy không? Cháy ở đây này. Rồi nước vào cho tao. Rồi. Sự ơi. Hai ông về nhá. Mai lại sang trên cờ. Ôi, Tuyền. Về thăm cô Thóc đây à? Vào uống nước đã. Chào bác Xuyến, dạo này có đắt hàng không ạ? Ôi trời, nhờ cái hơi thơm của bố cô, tôi đắt hàng như tôm tươi cô ạ. Sao lại thơm lấy hơi của bố cháu ạ? Thế cô không biết gì à? Từ hồi ông có cái máy bay, thanh niên khắp nơi đến xem. Úi dồi, nó uống nước chè mà có hôm tôi cháy không có nước chè mà bán được cô ạ. Máy bay á? Ừ. Bố cháu lấy đâu tiền ra mà sắm máy bay ạ? Ông cụ tổ táp bà nhà cô để một núi tiền cho ông ấy. Thế là ông trở thành đại gia. Sáng nào ông cũng vè cái máy bay qua đây này, lên chợ huyện ăn cháo canh tiết lòng. Úi dồi, thế xong lại về cất đi. Thế là mang xe đạp đi đón cháu. Thế mới tài chứ lại. Để cháu về xem sự thể thế nào đã. Chứ có thấy bố mẹ cháu nói gì với vợ chồng cháu đâu. Hay là bác có nhìn nhầm không đấy? Nhầm? Nhầm là nhầm thế nào? Sáng nào cũng chẳng đi về đi qua đây mà. Kìa kìa, mấy cô kìa, chân dài kìa, đang chờ để tuyển tiếp viên hàng không đấy. Thế nào? Ông có thấy đỡ hơn chưa? Cô thấy nhẹ nhẹ cái đầu rồi. Đấy, tôi đã bảo với ông mà nhá. Riêng cái anh thiên đầu thống hay là cái anh huyết áp ấy là ông cứ tống cho tôi mấy lọ Berberin vào cái là nó cầm ngay nhá. Ổn chưa? Lắc đầu mấy phát ra nào. Khá nhá. Mở mắt ra. Mềm cổ ra. Mở mắt ra. Mấy đây? 5. Thế là tốt rồi. Rồi, khá đấy. Thôi để tôi ra tôi xử lý cái thằng này cái nhá. Thằng này dạ. Mày nghe ông dặn đây này. Riêng về kỹ thuật máy móc là mày phải hết sức cẩn thận cho ông, tuyệt đối an toàn. Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Mày nghe ông hỏi đây. Dạ. Mày tránh. Đây. Cái radar này phát sóng có tốt không? Dạ tốt ạ. Rồi, được rồi. Thế cái nồi hơi áp suất bao nhiêu? Dạ nồi hơi áp suất con vừa đo là 3.9 vạn đâu ạ. 3.9 vạn à? Tốt. Thế còn hộp đen thế nào? À, dạ, hộp đen là vẫn đen xì ạ. Ô, cái thằng này khá không nhỉ? Thôi được rồi, tốt. À, bây giờ mày đi ra kia lấy cho ông ít lá vối về hãm cho ông nhá. Dạ vâng ạ. Nhanh, đi luôn. Rồi,
Khoan, mày đứng lại ông bảo. Dạ. Mày đứng lại đấy. Mày nhớ nhá, lá vối là phải hái đúng lá vối, nhớ chưa? Dạ vâng. Lần trước mày đi mày cho mấy cái lá ngón vào làm ông suýt chết đấy. Thôi đi đi. Dạ vâng. Lão mất dạy thật đấy. Đấy ông ạ, lính tráng bây giờ nó ẩu kinh như được ấy. Đây này, máy móc của mình vừa mới nhập về như thế này, cả cái máy bay có 4 con ốc, thế mà nó chỉ siết có mỗi một con, xong nó lại thủ với 3 con. Tức là tôi bắt quả tang, tôi mới hỏi nó là tức mày làm cái trò gì đấy, thì nó lại bảo là dạ con cất 3 con này đi để cho nó mới. Đấy, tôi như làm hắn như thế, về mặt kỹ thuật như thế đồng thời nó có nguy hiểm không? Hôm qua đây này, đấy tôi vừa mới đang bay thì tự nhiên mình lại thấy cái cánh quạt nó lại liệng trước mặt mình. Tôi sợ quá, thế là tôi phải nhảy xuống tôi vồ lấy, chứ không mà nó rơi xuống thì chết trâu nhà người ta đấy ông ạ. Ông liều thế hả? Ông nhảy xuống như thế mà không sợ chết à? Chết thì tôi không sợ, tôi chỉ kinh mỗi cái anh gãy chân thôi ông ạ. Thế ông ném cái máy này đi, thế mai tôi tặng ông một cái máy khác vẫn còn chạy tốt. Máy gì? Máy công nông. Ông bị dở hơi à? Máy công nông, đây là động cơ phản lực máy bay của nhà người ta lại vào máy công nông. Thế sao trông giống máy công nông thế? Thì máy móc thì cái nào mà nó chỉ giống cái nào. Cái động cơ phản lực thì tôi vừa mới nhập về ngót triệu đô đấy, đừng có tưởng. Ủa thế nhỉ? Tôi hỏi thật ông nhá, thế bạn làm cái gì mà làm tiền đấy? Nó là lịch sử các cụ nhà tôi để lại. Ông này, ông thử hình dung xem nhé. Cả nhà tôi mà chỉ trông vào sức khỏe của cái cụ ỉn ấy thì lấy đâu ra mà làm giàu được à? Hiểu? Ông nói thế nào? Tôi còn nhớ mãi cái đợt mà ông sang nhờ tôi kê khai cái lý lịch để ông đi nghiên cứu sinh ở Học viện Liên Xô. Rõ ràng nhà ông là thành phần bần nông, thế lấy đâu ra các cụ mà giàu có thế? Mất dạy, bố lão ăn cắp. Bần nông là bần nông bao giờ? Thằng nào nó bảo ông như thế ông vả vào mồm nó cho tôi nhá. Cụ tam đại tứ đại nhà tôi ngày xưa nhớ, ở thế kỷ thứ 9 thứ 10 đã leo lên được cái chức tổng với lại phó tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị, mà ông lại bảo là bần nông à? Bần như là láo hỗn gì thế. Nhưng mà ông định kinh doanh gì với cái máy bay này? Cái gì? Máy bay này à? Ừ. Tôi đang đợi lấy cái số đẹp bốc biển xong một phát là tôi cho thuê chúng nó chạy đám ma đám cưới luôn. Mà cái lô hàng tới nó về là khoảng độ 5-70 chiếc, không nhá? Là tôi cho chúng nó thuê tự lái. Tôi cứ tính như thế này, mỗi một chuyến mình cứ lấy không biết là nên 900 hay là 1 triệu. Ông lấy thế thì đến bao giờ ông mới trả đủ lương cho tôi? Cái ông này, ông chả biết cái gì cả. Làm sao mà không đủ? Cái xã này nó chỉ bằng cái mắt mũi, bay để 2 phút là hết chứ cái gì. Ông nghe tôi tính nhá. Bây giờ ông thử làm con tính như thế này. Cứ 2 phút nó lại đẻ ra cho mình 1 triệu. Đúng. Thế thì 1 giờ nó phải phọt ra cho mình 30 triệu. Thế thì 10 giờ nó phải phun ra cho mình 300 triệu. Và 1 ngày 24 giờ nó phải phóng ra cho mình khoảng ngót 1 tỷ. Mà ông cứ thử nhân lên với lại 30 ngày trong 1 tháng thì nó là bao nhiêu tiền? Ít ra thì nó cứ phải là... Ông đừng nói rõ số tiền không? Huyết áp của tôi thôi đang lên. Chứ ông đã thấy kinh khủng khiếp chưa? Chứ ông đừng có tưởng... Ông có tiền ở đây không? Làm gì? Ông đưa tôi vay 200, tôi ra mua ít lòng lợn tiết canh về anh em mình đu đưa tí cho nó đỡ nhạt mồm. Đây. Đây. Cái chỗ còn lại bao nhiêu? Còn gần triệu. Đưa nốt tôi, tôi đổ xăng. Không, hả? Đây là tiền thu đò của nhà tôi hôm qua đấy. Này, thế ông có muốn lượn một vòng không? Có chứ để... Thế thì ông phải đưa tiền để cho thằng cơ trưởng nó đi nó đổ xăng chứ còn cái gì đấy mà lại cứ lắm chuyện. Rõ ràng mồm ông vừa nói là đi máy bay của ông là không mất tiền xăng. Cái gì? Thằng nào thuê thì thằng ấy chẳng phải đổ xăng thì sao? Cái ông thì ông chả biết cái gì. Cơ trưởng Tén ơi! Tén! Thằng cơ trưởng đâu rồi, mày ra đây ông bảo? Hả? Tén! Ui dồi ôi! Mày giúp vào trong ấy làm cái gì? Hả? Thì ông bảo giúp vào đây thì đợi cắm quạt còn gì nữa. Kiếm! Bây giờ thế này nhá, mày cầm chỗ tiền này nhá,
mày mua cho ông một cân lòng lợn tiết canh nhá, còn bao nhiêu mày đổ xăng cho ông để về phục vụ cho ông sự này, ông mới lượn mấy vòng để mai ông còn đi Macao có tí việc nhá. À quên, đấy tôi quên, đấy mất định là nói đến Macao. Sáng mai ông có rỗi không? À, ông đi sòng bài với tôi không? À, này, ông sang đến với tôi, ông thích gì tôi chiều ông cái đấy, cứ gọi là chấm hết luôn nhá, cầm đấy. Dạ vâng. Ừ. Thêm con trích 10.000 để trả cho ông cái bát tiết canh hôm qua nhé. Ừ. À, bát tiết canh nào? Thì bát tiết canh ông nợ ông qua ấy. Điên! Thằng mất dạy! Đại gia phân tích nghìn tỷ như tao mà lại phải nợ một bát tiết canh à? Hả? Mày... Mày đi đi ông bảo. Mày nhớ nhá, ông nói cái gì, ông bảo cái gì thì mày làm cái đấy. Mày cấm sáng tác đầu bờ, mày nhớ chưa? Mày đứng lùi lại. Mày nghe rõ chưa? Thằng mất dạy này! Rõ. Đi đi chứ còn đứng được. Quạt! Mày quậy đi. Dạ. Mày đi đâu đi? Thì con lượn ra chợ mua lòng cho ông con gì nữa. Mày có bị thần kinh không? Hả? Cái máy của máy bay nó còn đang nằm ở đây, ông đã lắp ở đâu mà mày lại lấy máy bay mày bay đi? Mày bay ra kia nó rơi xuống ao chết cha mày à? Hả? Cứ đi đi! Quạt! Lại đi đâu đấy? Con định nghĩa, con đạp bộ. Đạp bộ à? Vâng. Này, mày đã có bằng chưa? NASA nó chưa cấp bằng cho mày nhá. Mày đi ra kia thì người ta giữ xe của ông à? Hả? Thôi đi bộ nhanh lên. Thôi đi đi con gì. Đi. Hỗn gì láo mất dạy. Ông ạ. À. Những cái rằng mấy cái thằng này có khi là vẫn cứ phải cho nó cái dép vào mặt. Có khi nó mới bớt điên đi được. Láo thật gì. Ông Tư nhà. Cái gì? Cái máy bay của ông đi được cả đường bộ. Đường bộ thì đã ăn thua gì. Nó còn bơi được cả dưới nước đấy ông tưởng. À. Chính vì thế mà đơn vị sản xuất nó phải đặt riêng cho cái chuyên cơ này của tôi là cái gì ông biết không? Thủy bộ ngầm phi cơ. Ấy, ông biết là tưởng. Máy bay của ông nó còn lặn được à? Chứ có gì nữa. Đại gia phân tích thì đã không chơi thì thôi nhá. Chứ khi đại gia phân tích thì đã chơi thì nó phải là độc, nó phải là nhất, nó phải là number one. Nó cứ gọi là chấm hết, ông hiểu không? Nên cứ tưởng nhá. Tôi chết rồi. Sự ơi! Sự! Sự ơi! Ôi dồi ôi, lại ngất rồi! Đứa nào đâu? Lại mang xô nước ra đây cho ông! Tôi không thể nào chịu được! Nha. Đây hôm nay! Tôi để đây cho ông bà tự giải quyết! Nha. Lo cho nó! Ừ! Hay thế! Con cái thì cứ từ từ mà nói chứ làm cái gì mà cứ trồm lên thế! Mặt cưng. Ô hay kìa, con nhà mình mà ông có gì thì về nhà bảo. Chỉ ngồi trước mặt không ra mà lại cứ chửi. Nhưng mà nó hỗn. Ok. Láo. Tôi đã bảo rồi láo. Mất dạy. Thôi. Thôi. Nha. Sau một thời gian, hội đồng tranh luận với nhau rất sôi nổi. Hai bà sự cãi nhau triền miên. Nha. Bây giờ tôi, chủ tịch hội đồng quản trị Văn Tích, đưa ra kết luận như thế này. Thế nào? Nhá. Riêng về cái chuyện cái siêu du đỏ ấy, theo tôi là ta vẫn giữ lại để sử dụng. Đúng. Nhá. Chứ không bán sắt vụn nữa. Đúng. Nhá. Dù sao ấy, thì cái siêu du đỏ ấy nó vẫn cứ là một nét văn hóa riêng của làng. Và cũng là một cái nét văn hóa chung của cả cái vùng ta. Nhá. Đúng. Chính vì thế tôi quyết định thế này. 40-40 nhé. Thế nào? Thì tức là nghe tôi nói nó đã. Còn lại 20 thì để cho thằng cu thóc nó ăn quả vặt nhé. Tôi nghĩ như thế là đúng. Ông Sự, ông thấy tôi nói thế có đúng không? Ông nói đi. Trật tự nào. Ông lại bà để cho ông nói. Tôi thấy ông Tích nói chứ là cũng có lý đi. Ông thấy có lý đúng không? Thôi, nhé. Chuyện này coi như xong. Không bàn chuyện đấy nữa. Ông Sự với tôi đã quyết định rồi. Hai bà không phải nói nhiều. Nhé. 40-40 kết thúc nhé. Riêng về con Tuyền, bây giờ bố nhấn mạnh với con về cái việc vợ chồng con từ giày trở đi, hai vợ chồng chúng mày không phải đi làm thuê cho thằng nào, con nào hết. Nhớ. Bố là đại gia, con có chết đói cũng không đi làm thuê cho thằng nào tất. Đúng nhá. Không làm thuê cho thằng nào sắt. Đúng không? Đúng. Nhớ. Bố đây, với thằng bố con đây. Ông Sự. Hả? Đúng. Đúng không? Cái thằng bố mày này. Đấy, cái thằng bố mày với bố này đã đi đến quyết định như thế này. Chúng tao sẽ đầu tư cho hai vợ chồng chúng mày một cái ngân hàng
nhỏ nhỏ, xinh xinh nhé, và giao toàn quyền cho hai vợ chồng chúng mày làm chủ. Thôi, được quá còn gì nữa. Vợ chồng con làm gì có nghiệp vụ kinh doanh tài chính. Okay. Dạ, đành rằng ông bà cấp vốn đầu tư cho, nhưng sợ không làm được thì sập tiệm thì chết. Mà chồng con cũng bảo như thế mà. Ôi, ô, hay cho cái con này. Làm thì sao không làm được, vớ vào nó vẫn chưa gì đã bản lùi. Có một cái sập tứ. Cái gì nữa, cái. Ê, tao hỏi mày nhé, cái thằng Hải con nhà bà Xuyến ấy, nó làm gì có nghiệp vụ. Đấy. Ê, mà nó vẫn kinh doanh tốt. Đấy. Chỉ có lãi suất là 5.000 một triệu một ngày. Đấy thằng cù thóc nó cũng tính ra. Tại sao vợ chồng mày phải lăn tăn? Chứ còn gì đâu. Đấy, một triệu 5.000. Cứ thế mà làm. Cái gì mà không làm được. Cứ thế mà nhân lên đi, cái gì đâu. Làm được hết. Chả có gì là không làm được. Con à, cố gắng lên. Bố mẹ đã tạo điều kiện rồi thì hai vợ chồng phải cố gắng. Đúng không? Cái gia đình nhà mình đến này, nó không ngay nó lại rơi vào cái hoàn cảnh mà bị giàu có. Thế nên là vợ chồng mày cấm tiệt không được đi làm thuê. Đấy. Đúng không ạ? Đó là tao cấm luôn. Đấy. 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 Rồi đi làm thuê rồi. Thế ông mày xấu hổ lắm nha. Được lắm nha. Đấy. Còn gì nữa. Không phải bàn luận nhiều nữa. Đấy. Thống nhất đi là mày cứ ở nhà. Không phải đi làm thuê. Nghe chưa? Mày cứ ở nhà mày điều hành ngân hàng cho tao. Nghe chưa? Rồi. Tiền nong thì tao cấp. Chứ mà thì... Thôi thì thống nhất như thế nhá. Thống nhất thế thì... Cấm cái. Cấm cái. Không gì. Mày cái tao giả về địa phương ấy. Ôi trời. Cái gì? Cái gì ngoài kia ở Mỹ thế nhỉ? Ôi sao chúng nó tụ tập ở đâu thế kia? Thằng tên phi cơ trưởng đâu? Sao để chúng nó tập trung đâu thế kia? Cấm quay phim chụp ảnh nữa mà. Khổ quá. Hai. Bạn nghe mà này. Ôi giời, khó lắm. Đúng rồi, nó khó lắm. Khó lắm. Mày thôi đi, thôi. Này. Đi đâu đây? Hả? Đi thôi. Hả? Đi ra ngoài kia. Báo cáo cơ trưởng. Cho con vợ em vào chùm ảnh làm kỷ niệm. Không có chụp gì cả. Đã có lệnh của ngài Văn Tích thì là không có quay phim chụp ảnh hết. Giải tán. Vỡ mà vỡ mà. Này rồi xong. 20. Cẩn thận không mới biết đấy. Ừ rồi rồi. Lùi lại. Đi lùi lại ngay. Lùi lại ngay. Chúng mày tụ tập ở đây làm gì mà đông như thế này? Hả? Tiên sư cái thằng cơ trưởng này. Tiên sư cái thằng cơ phó này. Hả? Hả? Ông đã nói với chúng mày bao nhiêu lần rồi. Là hôm nay hội đồng quản trị người ta họp dự án cấm quay phim chụp ảnh. Tại sao chúng mày lại cho mọi người đến đây tụ tập đông như thế này? Ông đã nói với chúng mày rồi, hôm nay bọn hội đồng quản trị nó họp đã bảo không quay phim chụp ảnh thì chúng mày tụ tập đây làm gì? Yêu, hả? Mày đứng đây, nó dậy này. Mày vừa bảo ai là bọn? Hả? Con bảo bọn này. Hả? Bảo bọn này à? Bảo bọn này thì được chứ mày bảo hội đồng quản trị là bọn thì ông cách chức cơ trưởng của mày nhá. Thằng mất dạy này. Mày vừa cầm cái gì ở tay đấy? Thế vừa cầm cái gì? Đâu, tao nghe nó đưa. Đưa đây xem nào. Lão mất dạy. Lão ăn cắp. Ba cái con bé xinh xinh như thế ông xem nào. Ừ, đây, đây. Ông cho tiền mà đi uống nước nhá. 2 tỷ tôi còn trả nhận nữa là 20. Thôi, giải tán đi. Đi đi. Giải tán đi. Đi đi nhá. Ừ. Đã bảo là không vào là cứ lao vào mầm thằng này này. Con đứng được ra đấy à? Đi vào trong kia. Quét dọn máy bay cho tao, làm vệ sinh máy bay cho tao. Hả? Tao đã dặn rồi phải trông nom cẩn thận. Tại sao chúng mày để cho châu bò lợn gà nó y đầy cả sang máy bay như thế? Đi vào lau chùi khẩn trương. Đi vào đi. Cái gì? Này ông ơi. Thôi có khi xin phép ông nhá. Tôi đi ra siêu du đỏ. Ừ thế hai bà đi đi. Nhưng mà này, nhớ là đừng có chở quá tải, không là nó lật siêu du đỏ là chết đấy. Đi. Xin phép hai ông cho con đưa cháu sang ngoại tí ạ. Ôi giời, mệt quá, để ông mở đó. Nào đấy, hai con đi nhá. Rồi. Ông này, tự nhiên chém gió từ nãy đến giờ thấy nhạt mồm quá. Hả? Mà này, ông có thấy nhạt mồm không? Cái gì? Ông sáng sớm mở mắt ra, ông vít cả một cốc rượu như xô ấy. Từ nãy ông phát biểu mồm thở ra là thơm mùi hồng xiêm ấy. Còn em mồm nhạt cái gì? Nói ít thôi, bứt rất quá rồi đấy. Có tiền đưa tôi 200 ra mua cân lòng anh em mình đu đưa cho nó mặn mồm. 200 vòng? Ừ, ông đưa đây. Gì đây thì còn phải đếm tiền lẻ thì đưa đây 200 thế này là xong chứ có cái gì đâu mà nhá. Thôi bây giờ tôi chạy vù ra chợ tôi mua cân lòng anh em mình về đu đưa nhá. Tôi đi đây. Kìa bạn. Gớm. Sao? Để cho tôi bám cản cái chứ để hứa bao nhiêu lâu đây rồi trả cho tôi lượn vòng nào. Thế mày à? Ừ. Này, thế được rồi.
tôi duyệt cho ông đi máy bay cùng với tôi đi mua lẩu nhé. Thế thì đưa nó cái chỗ tiền này đây để lấy tiền đổ xăng nhé. Chết này, đây là tiền của bà sự bà ấy đưa cho tôi đổ dầu cho cái du đò. Giày thì vớ vẩn quan trọng gì cái việc đấy. Ông cứ nói phép với bà ấy, ông bảo với bà là mình quyết toán vào cái khoản mua buji máy bay. Thế là xong, yên tâm, tôi chở ông đi lượn một vòng nhé. Mà cái thằng Tén cơ trưởng đâu nhỉ? Tén ơi! Dạ! Tén ơi! Dạ. Mày mang cái giả của mày ra đây ông bảo. Đi đây. Bây giờ này nhá. Mày đứng ở đây. Giờ ông đưa tiền cho mày 200. Mày ra mày mua cho ông cân lòng ở đây. Vâng. Nhá. Đây, mày cầm ấy. Mà này, nhân thể mày bật cái điều hòa máy bay lên cho ông sự ông lên ông lượn một vòng để cho nó thỏa ước mơ nhá. Thế thì máy bay hết xăng thì ông phải đưa tiền thì mới mua được xăng chứ. Đổ xăng. Hết xăng rồi. Thôi. Mày cầm lắm tiền thì làm cái gì? Này, tao nói cho mày nghe nhá. Mày lái ẩu lắm. Mày lái thế nào mà bây giờ mà mày mà chở ông mày liệng mấy vòng mà ông rơi xuống đất cái thì chết tao. Thôi để tao tự lái lấy nhá. Tao tự lái lấy rồi tao đưa tao đi. Tiền long. Hả? Có tiền long. Tiền long này. Tao phải đưa tiền thì mới mua lòng được. Thế cầm lên 100 nhá. 100 thì đủ làm sao được. Thôi, thế để 101 nhá. Nói thôi, cái thằng này bứt rứt quá. Mày chịu khó chạy bộ để tao đi máy bay tao chở ông đi nhá. Tôi chạy bộ đi. Hít sâu vào không được chóng mặt. Nhớ đổ xăng đi nhá. Ừ, hít sâu vào. Thôi đi vào thôi. Ông sư, ông cúi thấp người xuống, máy bay nó